Trải nghiệm tại đây có thân thiện không ạ? Thôi anh ok, quá hay. Đấy. Anh em mua loa đến đi ca. Sau này lắp vào. Đấy, anh đi từ Thái Bình lên đấy. Đây anh nghĩ ở Thái Bình à? Anh Thái Bình, anh bây giờ là mấy giờ? Hôm nay là bên em nghỉ live này, hôm nay nghỉ live Nghĩa lên tận nơi, giờ 9 rưỡi rồi. Anh em cũng vừa đi lắp về còn chưa kịp ăn uống gì, anh lên lấy bộ xây máy đây, đoàn bây giờ về này. Đấy. 9 rưỡi đêm rồi, hôm nay em nghỉ live đấy ạ. Vì không còn nhân lực để live giao lưu với các bác. Đây thì khá là muộn. Đây thì anh Nghĩa ở Thái Bình anh lấy bộ C12 bản vân gỗ đấy ạ. Đây anh em ở Hải Phòng bây giờ về đây này. Toàn Hải Phòng, Hải Dương sáng nay đi lắp đây. Đây hôm nay em cũng phải đi lắp và Kim Tiến phải đi lắp. Đây là đang test cho anh cái bộ C12. Đây, cả đoàn bây giờ mới về nhà này. Thế anh Nghĩa lên tận nơi trải nghiệm đội ngũ Zcam số có thân thiện không ạ? Hả? Trải nghiệm tại đây có thân thiện không ạ? Thôi anh ok, quá hay. Đấy. Anh em mua loa đến đi ca. Sau này lắp vào. Đấy, anh đi từ Thái Bình lên đấy. Đấy, bây giờ đêm rồi đấy. À, còn là lên đến bên em thì chờ mất hơn nửa tiếng. Đấy, thì đàn chưa về đến cửa hàng. Đấy, thì anh lên tận nơi đấy, anh rất yên tâm trải nghiệm thực tế. Đấy. Con S1200 đây ạ, S1200 đây. Đó con X22. Đó anh em thấy các bạn một địa chỉ rất tin cậy. Đây xe thì anh đang ở bên ngoài. Đó. Này anh em đi lắp hết, không còn một người nào. Đây giờ 9 rưỡi đêm rồi. Đấy, khách hàng vẫn qua showroom để lấy những bộ dàn ưng ý thì anh nghĩ anh chọn bộ C12 là phù hợp nhất với không gian gia đình. Anh em thấy một địa chỉ tin cậy không ạ? Đó. Anh cũng đi lắp ở trên Thái Nguyên. Về đến đây thì đón tiếp anh Nghĩa luôn. Đấy, ở phía trong thì anh Nghĩa đang test, rồi đang thẩm mơ. Anh cũng test rồi, bây giờ là test lại thế ạ. Đó. Đây, phía trong anh em tất cả đều đi về cùng một nước luôn. Đây, bật lên. Đó, hơi tối. Đấy, đấy, lung lung linh ngay. Thế anh Nghĩa đi từ mấy giờ đến đây? 8:15. 8:15 là đi mất hơn tiếng. Hơn tiếng. Anh lên đây là anh chờ mình 8:15. Anh chờ mình 8:15. Từ 8:15 cho đến 9:30. Đấy, cũng rất là cảm ơn tình cảm của anh dành cho Zcam Minh Số. Bây giờ test nốt là khâu cuối cùng để anh chuẩn bị là trở về Thái Bình. Ok, chúng ta sẽ đóng gói cẩn thận. Cái này đấu nó đơn giản đấy nhỉ? Hôm nay em cũng đấu được. 9 giờ đêm. Đưa đánh xe ra đi để anh ấy. Đây đang test lướt qua chút nhạc. Đó thì test lướt cao một chút, hoạt động bình thường và cũng đang hướng dẫn anh Nghĩa cách kết nối. Thì nữa anh sẽ trở về Thái Bình luôn ngay trong đêm. Cuối năm rồi chúng ta hãy tranh thủ mua những bộ dàn phù hợp và ưng ý. Đó thì em thay cho các bác và anh em. Phía sau đây anh em đang hoàn thiện nốt bộ dàn của anh Nghĩa. Một địa chỉ rất tin cậy. Đấy, anh Nghĩa anh quay lại đấy ạ. Quay lại cách kết nối. Mr. Thọ cũng vừa về xong từ Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Và đang hướng dẫn anh Nghĩa để cách kết nối. Ok, em sẽ hướng dẫn tận tình làm sao các bác và anh em làm chủ được thiết bị rất là đơn giản nhưng hiệu quả. Có gì cứ gọi cho bên em hỗ trợ tiếp ở nhà mà. Đó, Kim Tuyến đang hướng dẫn anh Nghĩa kết nối bộ dàn karaoke và kết nối loa. Kiểm tuyển kỹ thuật cũng rất là vững. Cứ đến với Zcam số thì anh em được tư vấn tận tình. Đó. Đó, hôm nay là BM đi nhiều nhất là B12. Ngày mai lại tiếp tục những bộ B12 đã để sẵn đây rồi đấy ạ. B12 6, 7, 7 lên.
tặng dây kết nối. Đấy, đêm rồi mà vẫn còn đông lắm các bạn. Đó thì anh em đang tranh thủ là mang ra xe cho anh Nghĩa, vì anh cũng đã nghe trực tiếp trên livestream rồi và hôm nay là tối là anh lên trải nghiệm thực tế thì anh yên tâm 100%. Đó, khi mà đặt con la thì anh vẫn còn nghi ngại, nhưng lên đến nơi rồi thì đã xóa tan mọi cái nghi ngại đó. Anh đã đầu tư ngay bộ dàn C12 đó. Mr. Thọ đang đóng nốt con đẩy. Đó, con đẩy. Đây là anh đi xe 17A này. Đó, thì Mr. G và Mr. Thọ đang sắp xếp cho gọn trong xe của anh. Đó. Đây, cố gắng làm sao mà sắm được bộ dàn chơi Tết cho gia đình nó được ưng ý. Đấy, anh em đang bố trí xếp lại. Đấy, gần 10 giờ đêm rồi. Đấy, bộ C12 phân gỗ đấy ạ. Mic 321 này. Đó, và con đẩy X2 này, một súp F1200 nữa. Đấy. Để dựng lên Huân ạ. À Huân ạ, để dựng lên. Để dựng lên. Nghĩa chia sẻ là một khi đã máu được không quan trọng thời gian, 1-2 giờ đêm cũng lên cũng được. Đấy. Để làm sao nó hợp lý nhất. Anh em có nhu cầu về thiết bị âm thanh cứ liên hệ với Zika Minh Số nhé. Đấy, như anh Nghĩa cũng liên hệ và chờ bên em gần tiếng đồng hồ. Đấy, bây giờ các bên em mới đi lắp về đấy ạ. Tất cả xe đều đỗ đây hết rồi. Làm cút rượu nữa. Có mic chưa nhỉ? Mic đây này anh này. Đó đủ hết rồi. Dây rắc cái nối đủ hết chưa? Dây rắc hết ở trong con X22 rồi. Còn nếu mà mai có ở đâu thì anh alo lên bên em hỗ trợ online. Có thì cứ có cái cái Zalo bên em nó bị đầy danh bạ, anh cứ nhắn tin em sẽ nhìn thấy. Đấy. Em đầy danh bạ mất rồi. Rồi, chúc mừng nhá. Ok, cảm ơn anh Nghĩa nhá. Vâng. Vâng, những ngày cuối năm đấy ạ. Đấy, rất là vui anh em, rất là hòa đồng. Ok, chúc hai bác lên đường may mắn và an toàn nhá. Ok, xin chào hai bác.